Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã quyết định hỗ trợ tiền ăn cho tất cả trẻ em từ 0 đến 16 tuổi đang điều trị cách ly y tế tập trung và phải cách ly y tế tập trung với mức hỗ trợ là 80.000 đồng một ngày mỗi cháu trong vòng 21 ngày. Theo đó, mức hỗ trợ 80.000 đồng một ngày một cháu trong 21 ngày áp dụng từ thời điểm 27 tháng 4 đến 31 tháng 12 năm nay. Nguồn hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết hiện có khoảng 6% trường hợp phải cách ly F1 là trẻ em, 4.083 trường hợp F0, F1. Đồng thời, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, tập thể cán bộ công chức viên chức người lao động của Bộ hỗ trợ cho 3 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên. Mỗi tỉnh 1,2 tỷ tỉ đồng phòng chống dịch, trong đó có trường hợp trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.